Ôi, hello anh em. Này có ít đồ bán cho anh em nè. Ở đây có con Honda ba lô nghe nè. Con này thiếu áo. Với lại là một số cái đồ mà cắt cành nè nè. Cắt cành ba lô nè, với lại là mấy cái lưỡi này nè. Đó. Để có dây, có không dây nè. Vô mấy cái này trước đi nghe nè. Cái này thì cái đống này em bán hết ha. Chuông thì gì nha, ba cái hình như là nó bị kẹt đạn hết rồi. Cái này em bán solo hết là 200.000 cái nha anh em. Đó, cái này cũng vậy luôn ha. Đó, có một cái thì em thấy tháo rồi thì em tặng nè. Đâu rồi ta? Đây, cái này em thấy có dấu mở ốc rồi nè. Cái này thì tặng nè chứ không có bán nè. Thì đây, 1 2 3 4 5 món này. Với cái này tặng nữa là 6 nha anh em. Là một món 200.000 ha. Anh em chốt thì tự trả tiền ship giùm em nha. Mấy cái này thì em chưa kiểm tra nha anh em. Hàng về thì mấy cái này em không có làm bởi vì em đây soạn dư đó thì thanh lý cho anh em luôn. Đó, cái này thấy còn quay nè. Đó, hầu như là cái này nó bị kẹt đạn rồi. Đó thì về anh em làm lại ha. Cái này nó có chốt an toàn, chốt gài nè. Thì 200.000 một bộ anh em. Đây 1 2 3 4 5 6 bộ ha. Ba cái bộ này, ba cái bộ cắt này ha, và cái bộ kiểu như cắt chè hay gì nè anh em. Đó thì em bán hên xui nha, về anh em làm lại giùm em ha. Kiểu như nó cứng đạn thôi chứ không mấy này đâu có hư bọng gì. Thì 5 bộ này 1 triệu ha, tặng cho cái này luôn. Tặng cho cái này. Đó, thì như trên video nha anh em. Thì có sao thì em bán vậy ha. Đó thì ba cái bộ là cắt kiểu như mà cắt cành nhỏ vậy đó. Còn hai cái bộ này thì như cái tông đơ vậy đó anh em. Đó ha, thì 5 bộ này 1 triệu anh em chốt thì tự trả tiền ship giùm em ha. Với lại là em tặng cho cái bộ này. Đó, về anh em làm đồ. Đó thì 1 triệu với lại cộng phí ship nha. Với tặng cho cái bộ đó đó. Đó, với lại thì đây, này có con Honda hai thì nha anh em. Honda hai thì ha. Đó, con này là dòng Optim nha anh em, nòng 33 ly á. Con này thì để giật coi. Bao hơi bao lửa luôn nha anh em. Bao hơi bao lửa ha. Con này em bán 800.000 nha, thiếu cái áo nha anh em, thiếu cái áo ha. Đó giờ anh em lấy đồ hoặc là anh em có áo nữa thì bỏ vô thành con máy này ha. Nòng 33 ly 24cc, bao hơi bao điện cho anh em luôn, đầy đủ đồ hết nha. Cần mềm là ga nè ha. Ta lái. Đầu bò chán kẹp đồ là đầy đủ luôn nha anh em. Nha, nổi cái đầu bò 200 rồi nè. Đó, Honda nè. Honda hai thì nghe anh em, dòng máy Optin á. Đó, thì con này thì 800.000 ha. Anh em chốt thì tự trả tiền ship, bán như trên video nha. Có sao thì em bán vậy ha. Bao hơi bao điện cho mình. Đó, hơi hám tốt. Rồi kéo cũng không nổi lực, máy còn mới chát hay dây giật anh em ha. Đó, tại vì thiếu áo làm biến làm nên thì bán cho anh em luôn ha. Cho nó chống chỗ luôn. Anh em về lên máy cũng được, có áo để vô lên máy cũng được, hoặc là lấy đồ đó thì cũng ngon ha. Nói chung có vô cáo đó là rồi con máy rồi. Đó, cái này thì 800.000 nha nè, bao hơi bao điện cho mình ha. Đó, về làm chế là nổ đưa cáo vô nữa thành con máy. Đó, quá ok luôn. Đó, máy thì nói chung thì nó hơi dơ tí xíu, hàng bãi về mà về vệ sinh lên là đẹp. Đó rồi, cái ống cần này không có tính nha nè. Đó, 5 cái bộ này 1 triệu tặng cho một cái. Đó, tại vì về rồi mấy cái này không có làm rồi nó dư. Đó, anh em lưu ý là cái đống này em bán hết nha. Tại vì nó có cứng có mềm thì bán cho anh em hên xui ha. Chứ nếu như mấy cái bộ này mà làm là ok nghiêm chỉnh hết từ 400.000 bộ không nha. Tại vì em không có chuyên gì mấy cái này, không có làm. Đó thì bán rẻ cho anh em 200.000 bộ, 5 bộ ha. Đó là 1 triệu tặng thêm cái vàng hồi nãy đó. Là anh em chốt thì tính thêm cái tiền ship nữa nha. Rồi con này thì 800.000 với lại cộng tiền ship. Đó, anh em làm được cái nào thì liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đó, chiều nay lên clip mới cho anh em nha anh em. Rồi, bye bye anh em ha.